bên đen hợp lý luôn anh em ạ, bên đỏ úi giời ơi, cứ 3-4 lần như này gọi là binh chi linh rồi anh em ạ, lên 9.091k rồi anh em nhá. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình, và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game iWin anh em nhá. Và mình là Hưng anh em ạ, và số vốn của mình đang có hiện tại 5.216.000 anh em ơi. Thì mình sẽ vào lật bài anh em nhá, để xem là có kiếm được cái gì giá hồn anh em ạ. 5k anh em ơi, cứ từ từ đã, test vài vòng cầu đã, hiệu quả bắt đầu mình sẽ thăng tiền anh em nhá. Là quý bích nhỉ, hơi đen nhỉ. Tuyên nguyệt bên đen anh em ạ, tuyên nguyệt bên đen rồi. Ok, tay này thì mình sẽ vào bên đỏ đi. Ôi một tay này, hai tay này, không lẽ lại tay thứ ba rồi. Ok, tay thứ này nó mới ra anh em ạ, ba đỏ tuyệt vời luôn, ba đỏ luôn anh em ạ, làm ngay quả 2.029.000, mồi đúng lúc anh em ạ, mồi đúng lúc, lại tiếp tục nhỏ vốn lại anh em nhá. Ok anh em, lên nào, từ từ đã. Hai đỏ một đen, hai đỏ một đen, đúng rồi, binh chi linh luôn. Tay này khả năng bên đỏ này, à hai đỏ hai đen luôn anh em ạ. Thế bây giờ bên đen đi, mình đảo ngược sang bên đen anh em ạ. Ui dồi ôi, từ từ đen này, ba đen. Ui dồi, nào sáu rô bên đen, tuyệt vời luôn, đúng luôn anh em ạ. Tiếp tục nào, ra quý bích anh em ạ, lên một 1.881.000 này, nhận phát đi cho nó bình chưa linh anh em ạ. Ôi quá ngon rồi anh em ơi, quá ngon rồi, lại nhỏ vốn lại đấy, chơi đúng bài gài đúng kiểu anh em nhé. Ba đỏ không được, cứ kệ cho nó cù dần đi anh em ạ, nó thích về bên nào thì về, vì lúc này mình đang vốn nhỏ mà anh em, không phải ngán gì cả. Bên đen hợp lý luôn anh em ạ, bên đỏ ui giời ơi, đỏ này, còn ba đỏ đúng luôn anh em ạ, nhận phát 212.000 đi anh em ơi, phát này tăng một phát đi lên 500k này. Bên đen hợp lý luôn anh em ạ, bên đỏ úi giời ơi, cứ 3-4 lần như này gọi là binh chi linh rồi anh em ạ, lên 9.091k rồi anh em nhá. Rồi ok, 50k này, rồi 10 bích này, thêm còn 10 này là ba cơ hát cơ này, tiếp tục nào, ra 7 rô. Ui giời ơi, đổ mẹ, vãi lồn đây này, tuyên về bên đỏ mấy anh em ạ, tuyên về bên đỏ, nào, nhận phát anh em ạ, nhận phát đi, đấy nó phải thế cho anh em, di tép bên cơ đi, à, ra rô à, ra rô này, ui giời ơi, không lên thêm một nút này anh em, ây giả đợt này bên đen này, căng nhờ, vi rô này, ra ca rô à, ca rô thì bến đỏ đi, ba đỏ đi, đúng ba đỏ luôn anh em ạ, hợp luôn, binh chi linh luôn, phát này thì lối bốn đỏ đi, không được anh em ạ, làm quả 500k đi, nào, bên đen hợp lý luôn, bên đỏ hợp lý luôn, trời ơi, bốn lần như này rồi anh em ạ, quá là binh chi linh, lên 10.434.000 rồi anh em nhớ, ngon lành cánh đào, lại giảm vốn nhỏ lại 20k, lại bên đen, ba đen, rồi ok, bốn đen đi, rồi ok, 5 đen đi. Không được 5 đen anh em ạ. Lui rồi lật quá, quấn với anh em. Thế còn đen, biết ngay mà, 3 đen, 4 đen, 5 đen. Ui giời ơi, hai phát như này quá là vãi trưởng anh em ạ. Khả năng tay sau là đỏ này. Đỏ này, biết ngay mà tôi biết 3 đỏ. Không được anh em ạ, không được ra 3 đỏ. Còn đỏ này, ui giời càng quá. Cà tép lui bên đỏ đi. Không được anh em ơi. Nốt quả 50.000 này đi. Biển đỏ này, nhận luôn phát này. Tiếp tục nè, 5 bích à. Biển đỏ này, không được rồi, căng rồi thôi anh em ạ. Nhẹ nhàng tình cảm nên mình chốt lời cho anh em 10 triệu anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ ra mình rút tiền anh em ơi. Thế thì mình sẽ rút ra khoảng tầm là với 2 triệu anh em ạ. Thế này cũng gọi là ổn áp ấm rồi anh em nhá. Ok anh em. Rồi, và video này của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.